này thái tử đệ tam phương phi diện mạo ôi lòng nhàn khác thường. Hằng tấu đối thiên đình phải phổ phép màu quan tối tu tối linh lệnh truyền phải bộ chữ dinh chính tề đại giá chơi miền trần gian mai thuyền lan nổi dòng xích bích quân treo du lịch bốn phương có phen tuần thu sông thương trở về tỉnh Bắc quê Giang lục đầu ngự sông dâu sông cầu sông hát tuần nhang long thành dâng một tuần nhang tấu về thoại phủ các ban các tòa thiên đình thoại phủ diêm la tấu về chốn đó vua cha độc đình vốn dòng làm chúa thoại tinh gần xa kính vai thủy tu sơn thanh thủy tu sơn thanh đền lãnh giang nhã nhạc tiếp anh kẻ tướng sĩ hội đồng khanh hạ thank you.
loan một lá, sông Cẩm sông Đào, sông Cẩm sông Đào, chở thuyền về qua cửa sông Thao, ngã ba đóng lên chơi tuần hạc. Đàn hát rượu thành thơ thần, rượu thành thơ thần cũng có phen giá vũ đăng vân. Khi dạo gót về nơi phải Quỳ tâu vương phổ mỗi chốn phàm trần, mỗi chốn phàm trần chiếc thuyền lan chèo quê dần dần tới linh địa về chơi đền lạnh. Qua miền Nam Định tới hội Đồng Phù, tới hội Đồng Phù ông sang miền Bát Hải treo đua về Vân Cát vào Châu Vương Mẫu
phải giang khê lên. Xuống biển lãnh giang từ quý điện danh làm đền thờ quan tán tía ngày vàng long môn hổ bản rõ ràng ý còn đi hoa tức thì lâu đài điện cát dâng nước về thủy quốc một khi phen lấy ngọc lưu cồn cồn dâng nước tức thì ai đang qua đại giang sông tao sông cả trở ra về đóng ngã sướng ca đàn hát tập tành thơ ngâm phú đọc đàn tranh chơi rồi tan tiệc rồi về nơi thủy phủ dòng đai cần áo mũ vào đâu năm ba đồng tử theo hầu vào cung vương phụ già hầu mẫu vương có phen phi tường biển hoa Tô Nghệ An thượng hạ đại gia thuyền tông treo quế buồm loan khi chơi sông vị lúc sang sông bờ
dạo thần thơ, dạo thần thơ tàn viên tam đạo, truyền tứ quân nhị đạo tiên phong. Chiêng kêu cờ phất trong sông, bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh. Cầm cây chiêng vang anh ỏi, lốt xanh vàng chim nổi dư mang. Triều thần văn võ ba quan sai lên đón rước quan lớn để tam về chầu. Trên các lầu thơ ngâm phú đọc, ngoài sân rồng ca trúc chén tiền. Ngự thôi vua mới phán truyền, kiếp đòi hoàng tử vương quan về châu. Ngự giờ lâu phán đòi nhân sư, kiếp sai lên chợ chân gian. Một tay hoàng tử vương quan, cứu sinh cũng lắm, độ oan cũng nhiều. Dày ông đã về châu thánh đế, đội mạo rồng hình thể ngư long. Quan về cho tới thoải cung, nước rẽ đôi dòng biết